Tập 8. Tezuka Osamu, Tezuka Osamu. Được rồi, mọi người mau về đi. Hôm nay ký tên đến đây thôi, mau về đi. Cảm ơn, cảm ơn. Chúng tôi đợi lâu lắm rồi mà. Đi thôi, đi. Đúng là Tezuka Osamu. Anh bảo an, tôi xếp hàng đã một ngày rồi. Nhất định tôi phải có được chữ ký công Tezuka Osamu. Xin lỗi cô, ông ấy đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Vậy anh có thể cho tôi biết ông ấy ở phòng nào được không? Khách sạn có quy định, không được tiết lộ thông tin khách hàng. Anh bảo an, tôi xin anh đấy, anh giúp tôi đi. Tôi nhất định phải có được chữ ký của ông ấy. Anh biết không, 23 năm nay, ước nguyện lớn nhất của bạn trai tôi là có được chữ ký của ông ấy. Tôi chỉ có thể giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện này thì mới có thể hoàn thành lời tỏ tình của tôi. Tôi xin anh đấy, giúp tôi được không? Nếu thật sự cô muốn có chữ ký của ông ấy, thì sáng sớm mai, ông Tezuka Osamu có chuyến bay sớm, tôi chỉ có thể giúp cô được vậy thôi. Được chứ? Đi. Chuyến bay sáng sớm mai. Được. Mình ở đây đợi ông ấy. Cho dù phải đợi đến sáng mai, mình cũng phải có được chữ ký của ông ấy. Mình nhất định không để Dương Dương phải thất vọng. Con bé Tiểu Hạ thật thấu hiểu lòng người. Cái nhà này có con bé trở nên ấm áp hơn nhiều rồi. Thế nào? Anh hai, sao anh mặc đồng phục của lễ tân thế? Hôm nay anh ở đại sảnh. Hả? Vậy ai lo nhà bếp? Bố. Bố đổi đầu bếp chính rồi sao? Sao hôm nay mọi người kỳ lạ vậy? Có chuyện gì thế? Hôm nay em chính là đầu bếp chính của nhà họ Trần. Chuyện gì thế này? Sinh nhật vui vẻ Lập Dương. Từ hôm nay, em và Hạo Phong sẽ thay phiên nhau làm bếp chính, mỗi tuần đổi một lần. Đây chính là món quà sinh nhật tuổi 24 bác Trần và Hạo Phong tặng cho em. Chị Tiểu Hạ, cảm ơn tất cả những gì chị đã làm cho em. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Chị tốt cho em như vậy, Trần Lập Dương em thề với trời, nhất định cố gắng hết sức bảo vệ chị và Dương Quang. Dương Dương, sinh nhật vui vẻ. Dương Dương, Dương Dương, đây là chữ ký của Tezuka Osamu mà cậu vẫn luôn muốn có được. Mình đợi một ngày một đêm mới có được đấy. Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Cậu ấy nhất định sẽ cảm động vì món quà sinh nhật của mình. Rèn thép lúc còn nóng. Tiểu quái thú Tiêu Tiêu tôi lần thứ hai trong đời sẽ nói ra lời tỏ tình.
Em chuẩn bị sẽ tỏ tình với Lập Dương ở đây. Ở đây đẹp quá. Chị Tiểu Hạ, tối nay chị hãy dẫn Dương Dương tới đây nhé. Em muốn dành cho cậu ấy một bất ngờ. Nhưng trước khi đến đây, chị có thể giúp em hỏi cậu ấy trước, rốt cuộc cậu ấy nghĩ như thế nào? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Được. Học hành chăm chỉ nhé. Đừng tưởng ông ngủ sớm thì không có ai quản con. Cô có việc phải ra ngoài một chút. Anh hai, anh có thấy từ khi chị Tiểu Hạ tới nhà chúng ta, đúng là đã thay đổi rất nhiều không? Cũng có vài thay đổi. Nếu như mình và chị Tiểu Hạ ở bên nhau, vậy thì nhất định sẽ mang tới nhiều thay đổi lớn hơn cho nhà mình rồi. Anh hai, nếu em và Lập Dương ra ngoài với chị một chút. Không phải chứ, sao lại ăn ý như vậy chứ? Em đang định nói với anh muốn hẹn hò với chị thì đã tới hẹn em trước rồi. Chỉ có hai chúng ta sao? Đúng rồi, em đi cùng chị. Nửa đêm canh ba rồi, sao còn hẹn nó ra ngoài chứ? Hạo Phong, bác Trầm dạo này hay nghỉ ngơi sớm, anh giúp tôi để ý Dương Quang học bài được không? Còn ngây ra làm gì đấy? Đi thôi. À? Đi. Lại nữa hả? Cái gì mà lại nữa hả? Không có gì đâu chú Hạo Phong. Cô cháu bảo chú tới, trông cháu làm bài tập. Làm đi chứ. Mắt không được gần với vợ như thế. Cầm bút, chắc vào. Lưng phải thẳng, ngẩng cao đầu lên. Cái này, chú Hạo Phong, cháu có thể đi vệ sinh được không? Đi nhanh về nhanh. Còn để chú Hạo Phong tới trong mình làm bài tập nữa chứ. Nhìn vào mắt chú ấy, đúng là không thể làm bài tập được. Tiêu Tiêu, sao vậy bố? Tiêu Tiêu, sao bố uống nhiều thế? Đứng lên nào, hôm nay bố rất là vui. Con nói chuyện với bố đi. Hôm nay không được rồi bố. Con thì có việc gì còn quan trọng hơn bố sao? Hôm nay con có việc rất quan trọng, liên quan tới chuyện chung thân đại sự cả đời. Chung thân đại sự, ngay cả bạn trai con còn không có nữa mà. Sao con lại không có chứ? Bố. Alo, chị Tiểu Hạ. Tiểu Hạ ra ngoài rồi, cô ấy để quên điện thoại ở nhà. Đã ra ngoài rồi sao? Vậy anh hai, phiền anh tới công viên Tân Giang tìm chị Tiểu Hạ giúp em. Anh gặp chị ấy thì bảo chị ấy gọi cho em. Em có việc gấp tìm chị ấy. Được. Chú ra ngoài một lát.
Cháu ở nhà làm hết bài tập đi nhé. Lúc chú về sẽ kiểm tra bài tập đấy. Lập Dương, hỏi em chuyện này nhé. Nếu có một người con gái luôn ở bên cạnh em, âm thầm hỗ trợ em, cố gắng hết sức trong ngày sinh nhật em, để tặng em món quà quý giá nhất, thỏa mãn ước nguyện bao năm nay của em, thì chắc em sẽ cảm động lắm chứ. Cảm động, rất cảm động. Vậy trong tim em, người con gái đó đối với em mà nói có phải rất quan trọng không? Quan trọng. Tất nhiên quan trọng rồi. Không phải là tối nay chị Tiểu Hạ định tỏ tình với mình chứ? Mình chưa chuẩn bị tâm lý mà. Lập Dương, em nhắm mắt lại đi. Chị Tiểu Hạ còn phải nhắm mắt lại sao? Thì em cứ nhắm mắt lại đi. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu. Chị Tiểu Hạ bảo mình nhắm mắt. Sao lâu vậy rồi còn chưa nói gì? Chắc là chị ấy thấy ngại đây. Mình là đàn ông, không thể để chị Tiểu Hạ tỏ tình trước được. Mình nhất định phải giống như một người đàn ông, lấy dũng khí nào. Chị Tiểu Hạ, thực ra em làm sao? Lập Dương, anh hai, sao anh lại ở đây? Tiêu Tiêu bảo anh tới tìm Tiểu Hạ. Cô quên mang theo điện thoại. Cô ấy nói có chuyện gấp tìm cô. Alo, Tiêu Tiêu, sao em còn chưa tới? Chị Tiểu Hạ, hôm nay phải quỷ rồi. Ba em uống sai rồi, em phải chăm sóc ông ấy. Vậy được rồi. Đợi đã chị Tiểu Hạ, chị đã hỏi Lập Dương giúp em chưa? Ý của anh ấy như thế nào? Có hỏi rồi, chị hỏi giúp em rồi. Cậu ấy vẫn tràn đầy mong đợi. Thật sao? Tốt quá rồi, có hy vọng rồi. Chị Tiểu Hạ, không nói chuyện nữa, cứ vậy nhé, tạm biệt. Lập Dương, đi về thôi. Nhất định là vì anh hai ở đây nên chị Tiểu Hạ mới ngại tỏ tình với mình. Anh hai, em có thể hỏi anh chuyện này không? Ngày trước lúc anh yêu đương, có phải lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô ấy không? Anh nhìn thấy một màu gì đó liền nghĩ tới ngay cô ấy mặc màu đó. Chỉ cần cô ấy xuất hiện thì anh tự nhiên mỉm cười. Cô ấy nói gì cũng đúng hết. Chuyện gì anh cũng tự nguyện làm cho cô ấy. Hình như thế giới này từ khi có cô ấy thì không còn gì quan trọng nữa. Em ồn ào quá. Lạnh lùng thế sao? Chắc chắn vì trước đây bị tổn thương trong tình yêu nên mới thành thế này. Cũng nhiều năm rồi, anh nên thoát ra đi. Đi ngủ đi. Dân dân, em đi ngủ đây. Dù sao thì em cũng không giống như anh. Chào.
buổi sáng chưa đánh răng thì không nên ngáp to vậy. Lại nữa rồi. Chú Lập Dương, cháu tới lấy phần. Nào, đánh cược với danh dự của mình là người đàn ông luôn chăm chỉ, không lười uống sữa. Dương Quang, hoàng tử sữa bò, nhận lấy phần của cháu đi. Cô, sao thế Dương Quang? Còn không đi học thì sẽ trễ đấy. Không có gì ạ. Tiểu Hạ, hôm nay giao đại sảnh cho cô nhé. Tôi ra ngoài một lát. Làm sao đây? Đại hội thể thao phải có phụ huynh tham gia. Mình không thể nói bố mình lại có việc bận được. Bọn họ nhất định sẽ bảo mình nói dối. Dương Quang, tại sao không nói với cô cháu chuyện trường tổ chức đại hội thể thao? Dương Quang, nếu cháu thật sự tin chú thì cháu có thể nói những điều không thể nói với cô cháu, nói cho chú nghe được không? Chị Tiểu Hạ, chị Tiểu Hạ, Tiêu Tiêu, chúng ta qua đây nói chuyện. Chị Tiểu Hạ, hôm qua thật sự em không cố tình thất hẹn. Hôm qua tiếc quá đi mất suýt chút nữa thì. Nhưng hôm nay em nói với bố rồi, bảo ông ấy tuyệt đối đừng làm phiền em. Hơn nữa em nói chị nghe, em cũng đổi pháo hoa sang một lô đẹp hơn, rực rỡ hơn. Chị Tiểu Hạ, em chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, cho nên tối nay chị nhất định phải dẫn Lập Dương tới chỗ cũ nhé. Em tin rằng nhất định sẽ thành công. Chị tin em chắc chắn tỏ tình thành công. Trước đây dù là trường học có hoạt động gì đều là cô cháu tham gia cùng cháu. Cháu không nói là cô cháu không được, chỉ là có một số hoạt động cần có bố đi cùng mới có thể tham gia. Bố của cháu chưa từng tới một lần, làm cháu bị bạn chê cười là cháu không có bố, cháu là đứa con ngoan. Nhưng cô vẫn luôn nói với cháu bố cháu rất bận nên không có thời gian đến thăm cháu. Nhưng cháu hy vọng hằng ngày mấy có thể tới thăm cháu, ở bên cháu. Vậy trong lòng cháu bố nên như thế nào? Bố của cháu là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời này. Bố là một siêu anh hùng, mỗi ngày đều phải giải quyết rất nhiều việc lớn và chiến đấu chống lại những kẻ trên thế giới. Đẹp trai quá. Chẳng trách lại nói lúc đàn ông tập trung làm việc là đẹp trai nhất. Nếu không phải anh hai tự dưng xuất hiện, lời tỏ tình tối qua có lẽ thành công rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Chị Tiểu Hạ, làm thế nào đây? Tim em bây giờ cứ đập loạn lên. Chị nhìn kìa, Lập Dương cứ nhìn về phía em đó. Chị thấy chưa?
Làm sao đây, em muốn tỏ tình ngay bây giờ. Đợi thêm chút đi. Đã chuẩn bị xong hết rồi, tối nay mới là lúc quan trọng. Được rồi. Đẹp trai quá, thật sự quá đẹp trai. Nụ cười của chị ấy đúng là có sức hút chết người. Không chừng chưa kịp tỏ tình, mình đã tử trận rồi. Em xem, mắt của Lạc Dương không rời khỏi em kìa. Bọn em tuy hay gây gổ với nhau, nhưng đúng là một cặp trời sinh. Chú Hạo Phong, mong chú đừng nói chuyện này cho cô cháu biết. Cháu sợ cô sẽ đau lòng. Cháu đi học đây. Dương Quang, hy vọng cháu tin chú. Bố cháu nhất định sẽ xuất hiện. Lạc Dương, phiền em đưa Tiêu Tiêu về nhà nhé. Đưa Tiêu Tiêu về sau. Em bây giờ là bếp trưởng của Trần gia. Hơn nữa cậu ấy hôm nào cũng đi đi về về cả 800 lần. Còn cần đưa về sau. Bây giờ vẫn chưa mở cửa. Nhà Tiêu Tiêu cũng không xa. Em đưa em ấy về thì có sao đâu. Cậu ấy có tay có chân, cũng đâu phải không thể tự về được. Lạc Dương, cứ đưa em ấy về một lần đi. Cũng đâu có mất gì đâu. Em không đi. Đau quá. Lạc Dương, em xem, Tiêu Tiêu bị thương ở chân rồi. Em mà là quý ông thì biết nên làm thế nào chứ. Đau quá. Khi nãy vẫn bình thường cơ mà, sao tự dưng bị thương rồi? Do chị bất cẩn giẫm lên chân em ấy. Đau quá đi. Chân người ta bị thương rồi, cậu đưa về khó khăn vậy sao? Còn để chị Tiểu Hạ phải mời tới mời lui. Đau quá đi. Được rồi, tôi đưa cậu về. Xin lỗi, xin lỗi nhé. Xin lỗi. Đau, đau. Xin lỗi, xin lỗi. Đến nhà cậu rồi, xuống xe đi. Xuống xe. Sao lại đuổi người ta? Xuống xe. Con gái chắc sẽ hiểu con gái. Nếu mình hỏi Tiêu Tiêu nên tỏ tình thế nào, có thể sẽ càng dễ thành công. Tiêu Tiêu, không phải Lạc Dương muốn nói gì với mình sao? Sao thế? Cái đó nên tỏ tình thế nào thì hay? Không phải chứ, ban ngày ban mặt tỏ tình luôn thế này, không tình cảm gì hết. Sao lại trực tiếp hỏi người ta vậy chứ? Nói cũng phải. Vậy cậu thấy làm sao thì mới hay? Cách nào sao? Cậu ngốc như vậy, tất nhiên không nghĩ ra được cách nào rồi. Được rồi, để mình nghĩ giúp cậu. Nếu cậu ngại nói trực tiếp thì dùng máy ghi âm ghi lại. Máy ghi âm sao?
quá tuyệt. Sao đi dội như vậy chứ? Nhà hàng Trần Gia xin nghe. Là tôi. Cô biết anh cô đang ở đâu không? Anh tìm anh tôi làm gì? Đừng hỏi nhiều. Tôi tìm anh cô có việc. Nghe nói anh ấy đang bán hàng ở chợ Hoa Điểu phía đông thành phố. Chợ Hoa Điểu. Alo. Alo. Sao thế nhỉ? Nói cúp là cúp liền. Anh ấy tìm anh mình có chuyện gì? Hảo Phong, chị Tiểu Hạ, khi nãy Lập Dương hỏi em nên tỏ tình thế nào, em biết cậu ấy nói năng không giỏi, nên bảo cậu ấy dùng máy ghi âm ghi lại. Nên nếu chị mà thấy cậu ấy dùng máy ghi âm thì nghĩ là em thành công rồi. Phải rồi, các thứ cần dùng cho tối nay, em chuẩn bị xong rồi. Tối nay nhờ cả vào chị, không thành vấn đề. Một, hai, ba. Em muốn sẵn không được hồi hộp, không được căng thẳng, chỉ là tỏ tình thôi mà. Lại nào hả? Lại nào. Một, hai, ba. Làm sao đây? Thế? Đúng rồi. Mình viết ra giấy những gì cần nói. Thế không phải dễ hơn nhiều sao? Trần Lập Dương, mày đúng là thiên tài. Tao biết ngay không nhìn nhầm mày. Anh có thể nói với em tình cảm của anh lúc này. Trước kia anh không thể hiểu được, bây giờ thì anh đã hiểu rồi. Thì ra anh đã yêu em, vẫn luôn yêu em. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em mất rồi. Cho dù lúc đó anh không biết sự tồn tại của em lại đặc biệt như thế này, cho nên anh tin chắc rằng, tin chắc 100% rằng anh yêu em. Ngày trước yêu, bây giờ cũng yêu, sau này vẫn luôn là thế, yêu em sâu đậm. Nghiệp lớn đã thành. Lập Dương, em đang làm chuyện xấu gì đó? Em đâu có. Ra ngoài với chị một lát. Đi đâu? Đi theo chị là em sẽ biết thôi. Tỏ tình kiểu gì mà khổ thế này chứ? Bao nhiêu mũi thế này muốn gối đầu với mình đấy à?
chị Tiểu Hạ. Em em muốn khi nãy Lạc Dương hỏi em nên tỏ tình thế nào, em biết cậu ấy nói năng không giỏi nên khuyên cậu ấy dùng máy ghi âm để ghi lại. Nên nếu chị thấy cậu ấy dùng máy ghi âm thì nghĩa là em thành công rồi. Bây giờ chưa phải lúc. Chờ khi chúng ta đến đó, em lấy ra sao? Chúng ta đi đâu thế? Chỗ cũ. Lập Dương, em đưa máy ghi âm cho chị. Lập Dương, chị biết em có rất nhiều điều ngại nói ra trước mặt, cho nên em mới dùng máy ghi âm. Khi nội dung ghi âm được phát xong, em sẽ có dũng khí để đối diện với tình cảm của mình. Bây giờ em hãy nhắm mắt lại đi. Tiêu Tiêu, chị Tiểu Hạ, cầm lấy máy ghi âm. Chị Tiểu Hạ, lát nữa khi máy ghi âm phát xong thì em sẽ làm một bài bày tỏ chân thành. Khi em bày tỏ, chị dùng cái này để chăm pháo hoa. Nhất định phải canh thật chuẩn giờ, tuyệt đối đừng để lỡ. Để lỡ thì không còn lãng mạn. Được rồi, để chị lo. Em đi đi. Ok, ok. Cố lên. Anh có thể nói với em tình cảm của anh lúc này không? Trước kia anh không hiểu được, bây giờ thì anh hiểu rồi. Thì ra anh đã yêu em, vẫn luôn yêu em. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em mất rồi. Dù cho lúc đó anh không biết, anh không biết đây là tình yêu. Anh cho rằng đây chỉ là một nỗi nhớ mong đặc biệt, là một ý niệm luôn muốn nhìn thấy em, muốn được ở bên em. Anh trở thành một người cứ ngốc nghếch nhớ lại nụ cười của em, nhớ lại từng lời em nói, nhớ lại từng chút một được ở bên em. Bất chợt một ngày anh hiểu ra, thì ra đây chính là tình yêu. Thì ra tình yêu chính là nếu không gặp em, anh sẽ không biết thế nào là vui vẻ, thế nào là dịu dàng, thế nào là ấm áp, thế nào là cảm giác hạnh phúc. Những điều này bởi vì em, bởi vì sự tồn tại của em mà anh mới biết được. Sự tồn tại của em đặc biệt tới thế. Không có họa sĩ truyện tranh nào có thể vẽ được hình bóng của em, kể cả họa sĩ Tezuka Osamu mà anh hâm mộ nhất. Bởi vì em là độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị đến mức anh sợ nếu không nói ra những điều này thì không biết anh sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch như thế nào nữa. Cho nên anh tin chắc 100% rằng anh yêu em. Ngày trước yêu, bây giờ yêu, sau này vẫn sẽ yêu em sâu đậm. Đi. Phát xong ghi âm, mình sẽ có dũng khí để đối diện với tình cảm của chị Tiểu Hạ. Lập Dương, tình cảm của cậu lúc này cũng chính là tình cảm của tôi. Những điều cậu muốn nói với tôi cũng chính là những điều mà trước nay tôi luôn muốn nói với cậu. Tôi biết ngày trước có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra,
mình đã yêu tôi rồi. Không sao, bây giờ biết cũng chưa muộn. Tôi chỉ muốn nói với cậu, từ lần đầu tiên chúng ta cùng chung giường chung gối, tôi đã yêu cậu rồi. Trước đây tôi hiểu, bây giờ lại càng hiểu. Đây chính là tình yêu. Đây chính là tình yêu của tôi. Nếu không gặp cậu, tôi sẽ đau khổ, sẽ đau lòng, sẽ khó chịu. Thậm chí tôi còn không biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Trần Lập Dương. Em yêu anh và sẽ mãi mãi, nhưng mãi mãi yêu anh sâu đậm. Đồ ngốc, anh làm sao vậy? Có phải cảm động quá rồi không? Xin lỗi, cái này không phải, không phải dành cho cậu. Anh cho rằng chạy trốn như thế này là giải quyết được vấn đề sao? Anh có chạy cũng không trốn được việc. Anh là ba của Dương Quang, là anh của Tiểu Hạ. Anh là một người đàn ông, hễ gặp chuyện là bỏ đi không thấy trách nhiệm. Anh không thấy xấu hổ hay sao? Bao nhiêu năm nay anh có từng nghĩ tới cảnh ngộ của Tiểu Hạ và Dương Quang không? Cô ấy là một cô gái, trên người chẳng có một xe, không nơi nương tựa. Muốn sống ở thành phố này đã đủ khổ rồi, lại còn phải trông nom một đứa trẻ. Nhưng cô ấy vì Dương Quang mà làm đủ mọi công việc nặng nhọc bẩn thỉu, chịu sự ghẻ lạnh, lăng nhục. Những chuyện này anh biết không? Anh có biết ước mơ của Tiểu Hạ là gì không? Chính là có thể cho Dương Quang một gia đình ấm áp. Đây lẽ nào không phải là lời hứa của một người bố dành cho Dương Quang sao? Nhưng tại sao lại trở thành gánh nặng mà Tiểu Hạ phải chịu chứ? Anh có biết khi cô ấy tới nhà chúng tôi trông thảm hại như thế nào không? Ngoài trời thì mưa, bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài, trên người không có tiền, không có chỗ nào để đi. Vì vậy cô ấy bắt buộc phải nói dối để vào ở nhà chúng tôi. Bác Trần, lần này hai người về, sao anh tôi không về cùng? Hãy nhớ, phạm lỗi ba lần thì biến ngay cho tôi. Không ai cứu được cô đâu. Tôi chưa từng cho cô ấy được yên ổn sống ngày nào. Vì con trai anh, cô ấy thà chịu đựng mọi áp lực, làm trái đạo đức cũng chỉ vì muốn Dương Quang vui vẻ. Còn anh, vì sự ích kỷ, nhu nhược của mình, anh sống vô tri vô giác qua ngày. Mọi áp lực đều đè nặng lên trên một mình Tiểu Hạ. Cả Dương Quang nữa, anh có biết nó muốn gặp anh tới nhường nào không? Ngày nào nó cũng tưởng tượng ba nó trông như thế nào. Nào là siêu nhân, đặc công, anh hùng giải cứu thế giới. Nói gì anh, vì việc anh không thể gặp nó mà tự thiêu dệt đủ mọi lý do tốt đẹp. Còn anh, anh nhìn lại mình đi, đến dũng khí gặp con anh cũng không có. Những lời này do anh ta nói ra, so với mình nói còn thật lòng hơn. Nếu anh ta thật sự là người tuyết nam cực, chắc cũng có một trái tim rực nóng. Tôi biết,
là tôi đã hại họ. Nhưng cậu tưởng tôi muốn như thế sao? Có ai muốn sống hèn nhát như vậy chứ? Cậu cho rằng tôi không muốn về nhà, không muốn đoàn tụ với họ sao? Nhưng cậu nhìn bộ dạng của tôi bây giờ đi, tôi làm sao đối mặt với họ được? Tôi không dám gặp con trai mình, bởi vì tôi vốn dĩ không xứng. Nếu như Dương Quang biết nó có một người bố như tôi, nhất định nó sẽ rất thất vọng. Nếu như có cơ hội, anh có đồng ý hoàn thành tâm nguyện của Dương Quang không? Chính là bộ này. Ngày mai Dương Quang có đại hội thể thao, từ trước tới nay đều là Tiểu Hạ đi cùng nó. Hy vọng ngày mai anh có thể giống với dáng vẻ người ba trong tưởng tượng của nó, cùng nó tham gia thi đấu, đừng để nó bị bạn bè trêu chọc. Dù chỉ một ngày mà thôi, ngày mai nhất định tôi sẽ tới đúng giờ.